Dịch COVID-19 lan tràn khắp nơi, khiến mọi quốc gia trên thế giới đều phải có những biện pháp cụ thể để ngăn chặn sự lây lan, mà một trong số đó là đóng cửa hoặc hạn chế số người đến lễ tại các địa điểm tôn giáo. Đối với những người Hồi giáo ở Berlin, Đức, trong mùa lễ Ramadan như thế này, đây là một trở ngại không nhỏ. Thánh đường Hồi giáo Dar al-Salam ở thị xã Neukölln, Berlin thường tiếp đón hàng trăm tín đồ Hồi giáo vào những buổi lễ thứ Sáu. Nhưng giờ, thánh đường này chỉ được đón 50 người cùng lúc do những hạn chế vì dịch COVID-19 ở Đức. Nhận ra điều ấy, nhà thờ Công giáo Martha Lutheran ở gần đó đã có một hành động đặc biệt để giúp những người anh em khác tôn giáo của mình. Họ mời các tín đồ Hồi giáo đến nhà thờ của mình để cầu nguyện. Chúng tôi quyết định, với tư cách là một cộng đồng, làm những gì tốt nhất trong thời gian dịch bệnh này, và điều này mang chúng tôi lại gần nhau hơn. Liệu mối quan hệ giữa hai bên sẽ đi đến đâu và tiếp tục như thế nào? Câu trả lời vẫn còn để ngỏ. Nhưng tôi nghĩ việc tìm hiểu lẫn nhau và những gì chúng tôi trải nghiệm cùng nhau trong thời gian này sẽ tạo sức mạnh cho bất kỳ chuyện gì có thể diễn ra sau này. Đây là một dấu hiệu tuyệt vời, mang lại niềm vui trong dịp lễ Ramadan và giữa bối cảnh khủng hoảng. Dịch bệnh đã làm cho chúng tôi hòa làm một, khủng hoảng làm cho mọi người xích lại gần nhau. Đi lễ trong nhà thờ Công giáo với những người Hồi giáo là một trải nghiệm khá đặc biệt. Đầu tiên khi bạn vào nhà thờ, có cảm giác thật lạ vì các nhạc cụ, các bức ảnh, có gì đó khác so với thánh đường Hồi giáo. Nhưng khi bạn nhìn, khi bạn quên đi những chi tiết nhỏ, thì chỉ còn lại ngôi nhà của đấng tối cao, dù là Chúa hay là thánh Allah thì cũng đều là một. Đặc biệt, khi imam bắt đầu cất tiếng, bạn sẽ quên đi hết mà chỉ còn nhớ rằng chúng ta đều là con người, chúng ta đều cùng cầu nguyện với một vị mà thôi, không cần biết đang ở nhà thờ Hồi giáo hay thánh đường Công giáo. Tất nhiên vẫn có những người cực đoan ở cả hai phía. Họ là những người Hồi giáo không chấp nhận đi nhà thờ, hoặc người Công giáo không chấp nhận người Hồi giáo cầu nguyện trong nhà thờ. Tất nhiên những người đó vẫn còn tồn tại, nhưng họ ngày càng ít đi và giờ chỉ là thiểu số. Phần lớn đều ủng hộ hợp tác cùng nhau. Hội đồng Hồi giáo, tổ chức của hơn 400 thánh đường Hồi giáo, trước đó đã cảnh báo rằng nhiều thánh đường sẽ phải đối mặt với việc phá sản vì đóng cửa dài ngày trong đúng tháng lễ Ramadan, thường là giai đoạn quyên góp tiền quan trọng.